chỉ có 98 thôi. Trời ơi, siêu xinh luôn. Rồi 22, chị nào lấy chốt 22 nha. 22 giúp em nha mấy chị ơi. 22 rồi. Rồi mã 17, 17 cũng xinh lắm nè. 17 nha. 17 nha mấy chị ơi, mã 17. Mẫu nó xinh thiệt, làm nó xinh thiệt luôn á mấy chị, chốt chứ không là hết hàng là uổng luôn á. Trời, mẫu này xinh nè. 72 nè, mã 72 xinh lắm nè. 72. Mã 72 nha, có quần nha mấy chị yêu ơi. Quần của nó phối ren trước này xinh lắm. Quần nè, màu vàng nha chị. Rồi ok ok. Rồi em biết cái mẫu của chị rồi, chị Thảo Nguyễn lên số điện thoại giúp em nha, chọn giúp em hai bộ nha chị yêu. Xinh lắm, mua trên Line mới có giá 49 thôi nha. Ở trên tường em không có 49 đâu. Thảo Nguyễn 19. 19 rồi nè. Rồi. Mã này xinh lắm nè. Mã này chốt cho em 72. 72 xinh lắm nè chị ơi. Trời ơi, có quần của nó nha. Quần của nó phối ren trước như thế này là xinh lắm nè. Không lấy là tiếc đứt ruột luôn. Trời ơi, xinh lắm. 72 nha, chị nào lấy chốt em 72 nha. Bao chất vải mấy chị luôn, siêu xinh, siêu xinh, siêu đẹp luôn. 72, chốt cho em 72 nha chị ơi. Chốt em 72 nha. Rồi, chị Hương Thảo và chị Thảo về 49k nha mấy chị ơi. Trời ơi, xinh lắm luôn á. Mua cho coi phi bóng. Rồi, hàng phi bóng. Rồi, lên tiếp rồi tụi em hô cái mẻ này đã. 71. Trời, màu này xinh. 71 nha. Hàng phi bóng hả? Phi bóng á chị yêu. Phi bóng kia. Mẻ yếm. Mẻ yếm. Yếm cục dây nha. Yếm cục dây em có đăng trên tường đó. Yếm cục dây nha mấy chị ơi. Yếm cục dây nha. Đủ màu luôn. Yếm cục dây nha. Đang dây phía sau lưng nha mấy chị ơi. Đang dây phía sau lưng nha. 49k luôn. 49k. Đang dây phía sau lưng nha. Có loại này nữa nè. Còn hai màu này nha. Vàng và xanh ngọc, vàng và xanh 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 đậm nha. Rồi, em lên cái mẫu này hàng mới về em có đăng trên tường nha. Bây giờ trên Line em bán 49k, chị nào mua trên tường là giá cao hơn á nha mấy chị yêu. Trời, mẫu này cục dây nha mấy chị ơi, cục dây nè, cục dây phía sau lưng xinh lắm. Mã yếm. Mã yếm nha, bây giờ em xỏ mã này lên mắt của sao ta, bộ chị mặc nữa chốt em. Rồi ok chị Hương Thảo, chốt bộ em đang mặc cho chị Hương Thảo nha. Chị Hương Thảo này là số 7 gì? Số 11. 11, em đọc số điện thoại của chị Hương Thảo nè. Mẫu yếm 49k mấy chị ơi, mẫu này em có đăng trên tường nè, bao xinh luôn. Hương Thảo đặt được 2 bộ rồi. 2 bộ rồi, mẫu này mặc 0945. Hương Thảo 0945 rồi. 0945 605 923. Rồi ok em cảm ơn nha. Bây giờ cái bộ này em treo lên sao đây ta? 0945. Em mặc yếm thử, ai muốn mặc yếm thử mặc cho xem đi. Ý là mình cột á, cái dây lên cho mọi người coi á. Mọi người coi cái dây đang phía sau lưng á. Không, em chốt 19 mà. Dạ 19 rồi, em biết là chị chốt 19 rồi. 19 với bộ em đang mặc. Mã 19 với bộ em đang mặc. Rồi hello Linh Linh nha. Ủa, tờ leo vậy 19 là của Thảo Nguyễn hả? 19 là của chị Hương Thảo. Còn với chị Thảo Nguyễn là một bộ màu vàng á. Cái bộ màu vàng á, 67 bộ màu vàng. Là của ai? Chị Thảo. Hai Thảo luôn. Thảo Nguyễn. Thảo Nguyễn. Hương Thảo. Hương Thảo là bộ 19. 19 đâu? 19 đây nè. 19 của Hương Thảo. Cái này là của chị Thảo Nguyễn nè. Cái này của chị Hương Thảo nè. Kiếm cái quần cho chị đi. Rồi à, qua mẫu khác đi chị ơi. Ok ok. Mẫu khác hả? Đây cái yếm đây nè chị ơi. Trời yếm xinh lắm. Cột dây. Ừ đó. Đây chéo dây, cột chéo dây sau như thế này nè. Đó, chéo dây sau như thế này nha mấy chị ơi. Yếm này xinh lắm nè, mặc lên xinh lắm nè. Chéo dây sau như thế này nha. Đây, chéo dây sau và đường trước nó là cổ yếm như thế này nha mấy chị ơi. 45k, chéo dây sau nha. 45k, form này 5, form này 65kg đổi lại ok luôn. Nè, chéo thì dây phía sau nha mấy chị ơi. 49k. Ừ, sẽ đọc 45. 49k nha, 49k nha mấy chị ơi. Mẫu này 49k. Cổ yếm, cột dây nha. Cột dây phía sau lưng có đủ màu nha. Rồi, có đủ màu nha mấy chị yêu ơi. Đủ màu nha. Trời, yếm cột dây xinh quá. Chắc xin cái gì dán lên đây.
Đây là phía sau lưng nha. Trời ơi xinh lắm nè, đủ màu luôn nha mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy yếm cục dây lên màu cho em nha. Cái băng keo hai mặt đâu chị? Chị yêu băng keo hai mặt đâu? Em dán hai cái này lên. Thôi em mặc vô luôn đi. Mặc vô không có nhìn được phía sau. Quay ra ngoài sau. Cái quay quay vậy suốt hả? Dây đi, dây đẹp nè. Dây nhìn thấy đẹp hơn, nó rõ hơn nè. Đây, đây, đây mấy chị ơi, 49k nha, cột sau lưng nha, cột dây sau nha. 49 trong cái thùng đó chị Nhung. 49k cột dây sau lưng nha chị nào. Từ để em đi lên màu nè mấy chị yêu ơi, để em lên màu nhiều màu xinh lắm. Trời ơi, cột phía sau về xinh cực kỳ luôn, cổ yếm nha, cổ yếm phía trước nha, có nguyên bộ nha. Nguyên set nha mấy chị ơi. Cho em một cái nữa. Nguyên set luôn. Nguyên xét nha. Ê, đây là em dán mặt phía sau nha. Do em mặc sợ mấy em chị... thay bộ đây cho khách luôn. Sợ mấy chị không thấy. Rồi. Cái này phía sau nó cũng như vậy nha mấy chị ơi. Phía sau nó cũng như vậy nha, lên nhiều màu luôn nè. Đâu rồi. Có màu vàng. Kêu chị Thảo Nguyễn Phúc em. Màu vàng nha. Rồi chị đang coi. Màu vàng nha chị yêu ơi. Màu vàng. Chốt cho em màu vàng nha. Đỏ đô nha. Xanh xanh đậm nha. Xanh rêu. Hồng đậm. Hồng ruốc. Và màu hồng tươi em đang cầm nha. Trời ơi cột xinh lắm nè mấy chị ơi. Cột yếm phía sau. Cổ dây. Cột nơ phía sau này xinh lắm nè. Rồi lên lại màu nha. Màu hồng hồng tươi em đang mặc nha. Rồi hồng ruốc. Hồng đậm. Xanh rêu. Xanh đậm. Đỏ đô. Màu vàng. Rồi chị nào chốt không ạ? Chốt được màu nào không? 49k thôi mấy chị ơi, 49k nha. Cột dây nơ em có đăng bài, cái mẫu này em có đăng bài á. Ở trên này bán 49k chứ ở ngoài em bán tới 59k lận mấy chị ơi. Mua đi chốt lẹ trên line nó lợi hơn mấy chị nha. Rồi cột dây như thế này nha mấy chị ơi. Cho em bộ dây 60. 60k hả? 60k hả? Bộ dây 60. Bộ dây